Cách chăm sóc da mặt cho người làm việc cả đêm. Chúng ta đều biết thức đêm rất có hại cho sức khỏe cũng như là tác động xấu đến làn da. Tuy nhiên, có rất nhiều người phải làm việc ca đêm cho phù hợp với điều kiện sống. Nếu như vậy thì chúng ta chăm sóc da mặt cho người làm việc ca đêm như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là bạn phải chú trọng cấp ẩm cho da. Điều quan trọng nhất trong cách chăm sóc da cho người làm việc ca đêm là chú trọng và tăng cường các biện pháp cấp ẩm cho da. Việc đốt đêm thường xuyên sẽ khiến cho làn da của bạn bị mất nước và khô hơn thông thường. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến các dấu hiệu lão hóa sớm và đặc biệt là tình trạng da xỉn màu. Do vậy, hãy chú trọng đến việc cấp ẩm. Chúng ta có nhiều cách để dưỡng ẩm cho da như sử dụng kem dưỡng ẩm và thường xuyên đắp mặt nạ từ 2 đến 3 lần một tuần để làn da luôn căng mịn tràn đầy sức sống. 2. Đắp mặt nạ chống quầng thâm mắt. Bất kỳ ai đốt đêm nhiều cũng sẽ xuất hiện quầng thâm ở mắt. Cách đơn giản để chúng ta giảm quầng thâm và nuôi dưỡng vùng da mỏng manh này là chúng ta sử dụng kem dành riêng cho vùng da dưới mắt. Ngoài ra, bạn có thể thường xuyên đắp mặt nạ để mắt được thư giãn cũng như cấp ẩm cho vùng da này được hiệu quả hơn. Một số mặt nạ được dùng cho vùng da này được đề cử như là khoai tây tươi, dưa leo tươi, táo. Bạn chỉ cần cắt những nguyên liệu này thành lát mỏng, đắp lên mắt và thư giãn trong 10 phút là đã đủ cho vùng da này dưỡng ẩm rồi. 3. Thường xuyên massage cho da. Hoạt động này giúp da được thư giãn, thải độc, hạn chế các nếp nhăn và đặc biệt là hấp thụ tốt hơn các thành phần trong kem dưỡng. Bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm các bài massage cho mặt trên Internet và thực hiện cho bản thân. Còn nếu có điều kiện chăm sóc da tốt hơn, bạn cũng có thể đến spa và được các nhân viên tại đây massage cho. Khi massage da tại nhà, bạn cần chú ý là sử dụng dầu massage hoặc dầu dưỡng da, dầu dừa để việc massage được trơn tru, đồng thời làn da không bị ảnh hưởng xấu do chà sát. 4. Thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh và nhiều vitamin C. Chế độ ăn uống tác động không nhỏ đến việc chăm sóc da. Theo đó, chúng ta cần phải hạn chế các chất dầu mỡ trong đồ ăn, tăng cường ăn rau xanh, hoa quả, đặc biệt là các loại có nhiều vitamin C. Ngoài ra, tuyệt đối không nên sử dụng các chất kích thích như cà phê, trà, rượu bia vì chúng sẽ khiến cho làn da của bạn xấu đi rõ rệt. 5. Ngủ đủ giấc. Có lẽ chúng ta sẽ quên mất việc ngủ đủ giấc sau khi đứt làm việc ca đêm. Tuy nhiên, điều này lại rất có hại đối với sức khỏe và làn da. Do vậy, để chăm sóc da thật tốt thì ngủ đủ giấc cũng là một trong những chú ý cần phải nhớ. Làn da và toàn bộ cơ thể cũng cần phải có thời gian nghỉ ngơi sau một đêm làm việc dài vất vả, đúng không nào? 6. Tập thể dục đều đặn. Dù mệt đến thế nào sau một đêm làm việc, bạn cũng phải cố gắng dành từ 10 đến 15 phút ra tập thể dục tại nhà mỗi ngày. Điều này không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn làm da được thư giãn, thải độc và tươi mới hơn. Việc tập thể dục cũng giúp khí huyết lưu thông, tăng cường oxy và máu để nuôi dưỡng các cơ và làn da. Chính vì điều đó sẽ khiến làn da luôn được trẻ trung rạng rỡ. Bạn có thể lắp đặt máy chạy bộ tại nhà để có thể luyện tập bất cứ khi nào mà mình muốn. Vừa rồi là một số cách chăm sóc da mặt cho người làm việc ca đêm do tập đoàn thể thao Elite Sport tập hợp. Hy vọng sẽ giúp các bạn bớt bối rối trong việc chăm sóc làn da của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.